Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát sóng trong chương trình. Giải cứu thành công cá voi con mắc cạn tại bãi biển Nhà Mát, Bạc Liêu, phản ánh của khán giả Ngô Hoàng Thanh Nga từ số điện thoại 0977 và 3 số cuối là 796. Đường dẫn lên cầu không có lan can gây nguy hiểm cho người đi đường, phản ánh của khán giả Hoàng Trường Giang ở tỉnh Tiền Giang qua số điện thoại 098 và 3 số cuối là 462. Đốt rác thải công nghiệp ven quốc lộ 39B đoạn qua khu công nghiệp Thăng Long 2 tỉnh Hưng Yên, phản ánh của một khán giả giấu tên từ số điện thoại 0128 và 3 số cuối là 669. Cỏ dại mọc tùm trên giải phân cách tuyến đường huyết mạch của huyện Đắk Rấp, tỉnh Đắk Nông. Phản ánh của khán giả Hoàng Ninh, xã Đắk Nông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Châu bò thả rông trên quốc lộ 21B. Phản ánh của khán giả Đinh Văn Luyện từ số điện thoại 0169 và 3 số cuối là 116. Cây xoài cổ thụ 300 năm tuổi ở Bạc Liêu, chia sẻ của khán giả Phùng Thái Học từ địa chỉ email thaihoc0910a@gmail.com. Thành phố Hồ Chí Minh lộng lẫy trước ngày lễ Giáng sinh, chia sẻ của khán giả Phạm Ngọc Anh từ số điện thoại 098 và 3 số cuối là 936. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 12, một con cá voi con bị mắc cạn ở bãi biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã được giải cứu thành công và đưa về biển an toàn với sự trợ giúp của cơ quan chức năng và người dân nơi đây. Đây là nội dung phản ánh của khán giả Ngô Hoàng Thanh Nga từ số điện thoại 0977 và 3 số cuối là 796. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hình ảnh này được ghi lại vào 16 giờ 30 phút chiều ngày 18 tháng 12 tại bãi biển Nhà Mát. Những người tham gia giải cứu đã đào một rãnh dài 4m ngang 2m để dưỡng ẩm và dùng tấm bạt che nắng cho cá voi, đợi nước lớn sẽ lai dắt cá voi ra khơi. Trên mình cá có khá nhiều vết chảy sát vì phải cọ sát với cát trên bãi bồi. Biết tin cá voi mắc cạn, rất nhiều người dân đã kéo đến xem. Khán giả Ngô Hoàng Thanh Nga cho biết, con cá voi mắc cạn này dài chừng 2,5 mét, nặng từ 600 đến 700 kg, giặt vào bờ khoảng 9 giờ sáng cùng ngày. Biết tin cá voi mắc cạn, người dân đổ ra bãi bồi ven biển Nhà Mát xem rất đông, đồng thời báo tin cho Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng các ngư dân để giải cứu con cá voi này. Những người tham gia giải cứu đã đào một rãnh dài 4 mét, ngang 2 mét để dưỡng ẩm và dùng tấm bạt che nắng cho cá voi, đợi nước lớn sẽ lai dắt cá ra khơi. Phần đuôi con cá voi bị chảy xước nhiều do cọ sát với cát ở bãi bồi. Khoảng 16 giờ thì nước lớn, cá voi con được đưa lên một tấm bạt, cột vào mạn phải cano lại dắt ra khơi xa. Chiếc cano phải chạy ra xa cách bờ hơn 20 km. Khi thấy độ sâu đã đảm bảo an toàn cho cá thì đội cứu hộ mới thả cá voi về biển. Được biết đây là con cá voi thứ tư ngư dân vùng biển này phát hiện mắc cạn hoặc vướng vào lưới trong vòng 3 năm trở lại đây, nhưng đây là con cá voi duy nhất được cứu sống. Khán giả Hoàng Trường Giang ở Tiền Giang
với số điện thoại là 098 và 3 số cuối là 462 phản ánh. Cầu Long Bình thuộc xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang được thiết kế với độ dốc rất lớn, nhưng hai bên đường dẫn lên cầu không có lan can, gây nguy hiểm cho người đi đường. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh của khán giả Hoàng Trường Gia gửi tới. Cầu Long Bình ở tỉnh lộ 877 thuộc xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Mặc dù cây cầu này được thiết kế với độ dốc rất lớn, nhưng hai bên đường dẫn lên cầu không có lan can, chỉ có vài trụ bê tông sơn đỏ trắng báo hiệu. Điều đáng nói, đây là một tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại tương đối lớn, trong đó có nhiều xe trọng tải cao. Vì vậy, việc này rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông, đặc biệt trong quá trình đổ dốc tránh ô tô. Theo phản ánh của khán giả Hoàng Trường Giang thì mỗi ngày lượng người qua lại tỉnh lộ 877 rất đông, đặc biệt trong đó có không dưới 1.000 lượt học sinh qua lại cầu này. Nguy cơ các em bị rơi khỏi cầu là rất lớn. Được biết, hai bên dốc cầu đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn do nạn nhân chạy xe bị rơi khỏi cầu. Và mới đây là anh Lê Minh Nhật, 22 tuổi, trú tại ấp Hòa Phú, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã bị rơi khỏi mố cầu tử vong. Đây là nạn nhân thứ hai tử vong do rơi khỏi mố cầu không có lan can. Và thay mặt cho hàng nghìn người dân sống tại huyện Gò Công, khán giả Hoàng Trường Giang rất mong cơ quan chức năng sẽ sớm có biện pháp khắc phục xử lý tình trạng trên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân qua cầu. Hai tháng trở lại đây, trên trục đường 39B đoạn chạy qua khu công nghiệp Thăng Long 2, tỉnh Hưng Yên, vào buổi tối thường xuất hiện một số người mang rác thải ra đốt sát quốc lộ, gây ảnh hưởng tới môi trường và những người tham gia giao thông. Sau đây là một số hình ảnh về việc vi phạm này. Clip do một khán giả giấu tên có số điện thoại là 0128 và 3 số cuối là 669 cung cấp tới chương trình. Đoạn clip này được ghi vào buổi tối ngay sát khu công nghiệp Thăng Long 2. Tối nào cũng vậy, rác công nghiệp được một số đối tượng đưa đến tập kết và đốt ngay trong ngày. Số rác này chủ yếu là túi ni lông nên bốc mùi khét lẹt. Còn đây là quang cảnh vị trí tiến hành đốt rác tối hôm trước. Một diện tích lớn cỏ ven đường bị đốt cháy. Thậm chí ngọn lửa còn cháy lan xuống ruộng ngô của người dân bỏ hoang. Phản ánh cùng chương trình, khán giả giấu tên này cho biết hiện anh đang công tác tại khu công nghiệp Thăng Long 2 và do đặc thù công việc nên giờ tan ca của anh muộn hơn so với bình thường. Và hầu như ngày nào cũng vậy thì sau 20 giờ, anh thường xuyên bắt gặp một vài người đi xe máy chở theo rất nhiều rác thải là những vỏ bao ni lông lớn đến đây tập kết. Sau khi chất thành những đống lớn thì những người này sẽ tưới xăng và châm lửa đốt. Những lần như vậy, ngọn lửa thường bốc khá cao, khói bay nghi ngút, quất thẳng vào mặt người đi đường. Nhiều khi còn cách khá xa, khoảng vài trăm mét nhưng đã ngửi thấy mùi khét của túi ni lông. Thông thường đến sáng sớm thì đám cháy này mới tắt hẳn, nhưng mùi khét thì còn lưu lại khá lâu. Vì vậy, ban ngày người đi đường nếu không để ý sẽ không phát hiện ra việc đốt rác tại đây. Gửi phản ánh đến cho chương trình thì khán giả này mong muốn chính quyền địa phương nên cử cán bộ chức năng đi tuần và kiểm tra tình trạng đốt rác bừa bãi nêu trên, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường và sự an toàn của những người đi đường.
Thưa quý vị, quốc lộ 14 đoạn chạy qua trung tâm thị trấn Kiến Đức đã trở thành con đường huyết mạch của huyện Đắk Rấp, tỉnh Đắk Nông. Tuyến đường này mới được cải tạo mặt đường rộng hơn, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây tại giải phân cách rộng hơn 1 mét trên tuyến đường này, không có người thu dọn, cỏ dại mọc tùm. Việc này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến giao thông. Khán giả Hoàng Ninh ở xã Đắk Rông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đã gửi tới chương trình một đoạn video ghi lại sự việc trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Quốc lộ 14 đoạn chạy qua trung tâm thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông. Theo quan sát của khán giả Hoàng Ninh, trong thời gian gần đây, cây cỏ trên giải phân cách của tuyến đường này bị bỏ quên, không ai chăm sóc nên cỏ dại mọc tùm. Các loại cây cảnh héo hoặc chết khiến cảnh quan không được đẹp như khi con đường mới được tu sửa. Thậm chí có những đoạn trên giải phân cách cỏ dại mọc tùm, tràn ra mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và gây mất mỹ quan đô thị. Theo phản ánh của khán giả Hoàng Đinh thì khoảng 3 km thuộc quốc lộ 14 chạy qua trung tâm thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rấp, tỉnh Đắk Nông đã được cải tạo thành đường một chiều từ lâu và có giải phân cách ở giữa rộng tới hơn 1 mét. Được biết, cách đây khoảng 4-5 năm thì cơ quan chức năng cũng đã cho trồng khá nhiều loại cây như là trắc bách diệp, bách tán, si và được uốn cắt khá đẹp. Thế nhưng chỉ sau vài năm nhiều cây bị nhổ trộm, cùng với đó là những cây còn lại không được chăm sóc, bị héo và chết dần. Cho đến nay, cả đoạn dài giải phân cách chỉ còn lưa thưa vài cây cảnh, cỏ dại mọc bao trùm hết cả phần đất trồng. Và việc này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến giao thông. Theo ý kiến chủ quan của khán giả Hoàng Ninh, thì việc mở rộng tuyến đường đoạn qua huyện Đắk Rấp, tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành, nhưng vấn đề trồng cây xanh tạo cảnh đẹp trong giải phân cách chưa được quan tâm, thực hiện đúng mức. Và gửi clip đến cho chương trình thì khán giả Hoàng Ninh rất mong trong thời gian tới, cơ quan sở tại sẽ có phương pháp khắc phục tình trạng trên, đầu tư trồng cây cảnh, hoa và cỏ để tôn vẻ đẹp của tuyến đường, cũng như là đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường. Khán giả Đinh Văn Luyện từ số điện thoại là 0169 và 3 số cuối là 116 cho biết, trên quốc lộ 21B đoạn chạy qua địa phận huyện Thanh Oai, Hà Nội, thường xuyên xuất hiện từng đàn lớn trâu bò đi lại trên đường, gây ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi đường. Đoạn clip này được ghi lại vào ngày 16 tháng 12 vừa qua trên quốc lộ 21B. Một đàn bò gần 20 con không có người chăn thả, đi lại nghênh ngang trên đường. Hầu hết các phương tiện qua đây đều phải giảm tốc độ, chờ chúng đi qua để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Theo ghi nhận của khán giả Đinh Văn Luyện thì đàn bò với số lượng khoảng gần 20 con do không có người chăn dắt nên tự do đi lại trên đường. Bất chấp tiếng còi kêu inh ỏi của các phương tiện tham gia giao thông thì đàn bò vẫn nhởn nhơ, đôi lúc có con lại chạy ngang qua đường khiến nhiều phương tiện phải phanh gấp.
Khán giả Đinh Văn Luyện còn cho biết thêm, quốc lộ 21B là tuyến đường huyết mạch nối các huyện ngoại thành với Hà Nội. Mật độ phương tiện tham gia giao thông mỗi ngày rất lớn. Bởi vậy, việc xuất hiện những đàn trâu bò vô tư dàn hàng ngang hàng dọc giữa đường là rất nguy hiểm. Được biết tình trạng bò kéo thành đàn đi qua đây không phải mới xuất hiện mà thường xuyên xảy ra và đã có một số vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đoạn đường này vì va chạm với gia súc thả rông. Và gửi phản ánh đến cho chương trình thì khán giả Đinh Văn Luyện mong muốn chính quyền địa phương cần có giải pháp tuyên truyền tích cực, mang tính đồng bộ và cụ thể hơn nữa tới từng hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn nhằm xử lý dứt điểm tình trạng người dân chăn thả trâu bò trên phạm vi đường quốc lộ. Tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, hiện có một cây xoài quý đã 300 năm tuổi. Cây xoài cổ thụ được người dân coi như một lão làng, một vị thần nên thường xuyên đến cầu xin những điều may mắn và an lành. Sau đây là một số hình ảnh về cây xoài đặc biệt này, clip do khán giả Phùng Thái Học ở địa chỉ email thaihoc0910a@gmail.com chia sẻ cùng chương trình. Đây là toàn cảnh cây xoài cổ thụ nhìn từ xa. Cây xoài này nằm trong khuôn viên một ngôi chùa và được ban quản lý quy hoạch một vùng đất riêng để người dân đến tham quan. Cây xoài cao hơn 20 mét, gốc to khoảng 5 người ôm, có hàng chục cành to vươn rộng ra xung quanh, phủ bóng mát cả một khoảnh đất rộng chừng 300 mét vuông. Phần ngoài thân cây xù xì có nhiều vết tích của thời gian. Biết thông tin về cây xoài có tuổi thọ lên tới 3 thế kỷ tọa lạc tại đây, rất nhiều người dân ở khắp nơi đã đến chiêm ngưỡng, đồng thời treo lên đây lời cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến trong cuộc sống. Chia sẻ cùng chương trình thì khán giả Phùng Thái Học cho biết, cây xoài cổ thụ nêu trên nằm cách trung tâm Bạc Liêu hơn 7 km, trong khuôn viên chùa Ông Bổn tại ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Nhiều người cao tuổi trong vùng cho biết, dưới gốc xoài có một mạch nước ngầm là nước ngọt. Chính mạch ngầm này đã nuôi dưỡng nó sống khỏe, sống thọ đến bây giờ, bởi nơi đây là vùng nước mặn quanh năm. Trước đây có lúc tưởng chừng như cây xoài này sẽ chết do ảnh hưởng của môi trường, nhưng sau đó nhờ được ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu phát hiện và cứu chữa kịp thời nên hiện cây vẫn rất xanh tốt. Có một điều rất đặc biệt đó là mỗi mùa ra trái, cây xoài chỉ kết quả ở một bên cây, qua mùa khác lại ra trái ở phần cành khác. Tuy cây to nhưng trái nhỏ và khá chua. Được biết hiện nay ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đang làm hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận cây xoài di sản cho cây xoài cổ thụ này. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của khán giả cả nước gửi về cho chúng tôi qua đường dây nóng 0904-881414 và email gocnhinkhangia@vtc.vn. Khán giả Nguyễn Trọng Tài ở Lương Sơn, Thái Nguyên phản ánh, vào khoảng 15h30 phút ngày 17 tháng 12, tại km 15 quốc lộ 3 từ Thái Nguyên đi Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 20L-4508 chạy với tốc độ cao đã lao vào một chiếc xe taxi mang biển kiểm soát 30S-5800. Chưa dừng lại ở đó, sau khi bị đâm, chiếc taxi đã bị đẩy lùi khoảng 5 mét và đâm tiếp vào một chiếc xe máy khác. Vụ tai nạn đã khiến hai người trên xe taxi và người điều khiển xe máy bị thương nặng. Do xảy ra trên tuyến đường quốc lộ có đông phương tiện qua lại nên cả đoạn đường đã bị ách tắc trong nhiều giờ. Đến 17 giờ chiều thì cơ quan công an mới có mặt để xử lý vụ việc.
Một khán giả tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh vào chiều ngày 18 tháng 12, nhiều người đi đường vô cùng bức xúc khi chứng kiến một người phụ nữ trên tay cầm cây gậy bắt hai cháu nhỏ phải quỳ trên giải phân cách đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Trà Và, phường 10, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Hai cháu khoảng từ 6 đến 9 tuổi, người nhem nhuốc, nước da ngăm đen, chân đất. Do quỳ quá lâu một chỗ nên hai cháu bé run chân và run tay. Sau 30 phút, cháu nhỏ được tha nên đứng dậy, còn cháu lớn vẫn tiếp tục bị quỳ. Người phụ nữ trên tay vẫn cầm cây gậy và luôn miệng la mắng cháu. Sau gần một giờ bắt hai em nhỏ quỳ tại đây, khi phát hiện có người chụp ảnh cùng với sự phản ứng của nhiều người đi đường, người phụ nữ này mới nói cháu bé đứng dậy và đi vào trong. Tiếp nối là một chia sẻ khác, khán giả Nguyễn Quang Trung ở xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh phản ánh, do điều kiện công việc nên anh thường xuyên phải di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A và quốc lộ 5. Trên những tuyến đường này thì anh thường xuyên chứng kiến cảnh những chiếc xe máy cũ nát, xe tự chế, xả xe thương binh chở hàng cồng kềnh trên đường. Và đây là một trong những trường hợp đó, một chiếc xe máy cũ nát kéo theo sau một thùng hàng cồng kềnh lưu thông trên đường quốc lộ. Thùng hàng tự chế phía sau chở hàng chục tấn tôn dài khoảng 10 mét nhưng chỉ được chằng buộc bằng sợi dây thun. Mặc dù chở hàng cồng kềnh nhưng chiếc xe phóng với vận tốc rất nhanh, liên tục lạng lách và lấn hết phần đường dành cho ô tô. Theo ý kiến chủ quan của khán giả Nguyễn Quang Trung thì việc tồn tại những chiếc xe tự chế như thế này, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn là rất cao. Khán giả từ số điện thoại là 0168 và 3 số cuối là 652 phản ánh. Vào sáng nay 19 tháng 12, hàng nghìn người dân đã đổ xô đến một siêu thị ở Mỹ Đình, Hà Nội để chen lấn tranh nhau mua hàng khuyến mãi khủng. Chọn đúng vào thời điểm cuối năm lại nằm ngay trên trục đường Phạm Hùng, đông người qua lại nên ngay trong buổi đầu khai trương, siêu thị này đã hút một lượng khách khá lớn đổ xô tới mua hàng khuyến mãi. Cảnh tượng quá tải, khách hàng đổ mồ hôi trong thời tiết lạnh lại tái diễn. Từ sáng sớm, bãi gửi xe của siêu thị này đã chật cứng. Sau khi lễ khai trương kết thúc, khách hàng chen nhau ùa vào siêu thị để tìm cơ hội nhận quà tặng. Người chen lấn, xô đẩy nhau khiến siêu thị này rơi vào tình trạng quá tải. Hàng chục máy tính tại hai quầy thanh toán hoạt động hết công suất nhưng cũng không đủ đáp ứng nhu cầu thanh toán. Nhân viên siêu thị phải chọn phương án viết tay để thanh toán cho khách hàng. Lực lượng bảo vệ cũng tắt mồ hôi để đảm bảo an ninh tại siêu thị và ngăn dòng người kéo đến mỗi lúc một đông. Được biết, lường trước được tình trạng quá tải này, siêu thị này đã huy động tới gần 500 nhân viên. Khán giả từ số điện thoại là 0963 và 3 số cuối là 437 phản ánh, năm 2010 thì người dân xã Thạch Long, Thạch Hà vui mừng vì công trình cấp nước sinh hoạt được khởi công ngay cạnh trụ sở Ủy ban nhân dân xã với công suất lên tới là 600 mét khối một ngày, có thể cung cấp cho 1.000 hộ dân. Công trình được đầu tư lên tới hơn 6 tỷ đồng do Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Cuối năm 2010 thì công trình được hoàn thành và bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã Thạch Long quản lý và vận hành. Tuy nhiên, trong 3 ngày đầu, nước được cung cấp đủ tới người dân. Sau đó thì công ty cấp nước Hà Tĩnh dừng cấp nước và từ đó tới nay, người dân lại tiếp tục phải sử dụng nước mưa. Sau 2 năm không hoạt động, nhiều hệ thống máy móc bắt đầu rỉ sét, nhà điều hành cửa đóng im ỉm. Khán giả này cũng cho biết, để được sử dụng nước sạch thì nhiều người đã phải bỏ ra hàng triệu đồng để đóng tiền xây bể chứa. Thưa quý vị, còn 5 ngày nữa mới đến lễ Giáng sinh, nhưng những ngày này tại Thành phố Hồ Chí Minh, không khí Giáng sinh đã bao phủ khắp nơi. Các cung đường của trung tâm thành phố dường như lộng lẫy hơn bởi hàng triệu đèn màu. Cùng với đó là hàng ngàn người đã đổ xuống đường để cùng chào đón lễ Giáng sinh sớm. Và sau đây mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đặc biệt của người dân Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày Giáng sinh qua chia sẻ của khán giả Phạm Ngọc Anh từ số điện thoại 098 và 3 số cuối là 936. Dù còn 5 ngày nữa mới đến lễ Giáng sinh, nhưng không khí của ngày đặc biệt này đã bao phủ khắp nơi. Mỗi tối hàng nghìn người đã đổ về khu vực trung tâm thành phố để vui chơi và vãn cảnh. Đèn màu rực sáng trước các trung tâm mua sắm. Nhiều người chen chân để có được những bức ảnh đẹp bên cây thông hay những khu vực trang trí chào đón năm mới và Noel. Không chỉ các trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn ở trung tâm, nhiều doanh nghiệp, bệnh viện cũng có không gian trang trí đẹp. Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn được trang trí bằng các dây trang đèn màu. Cùng với cây thông đèn màu, đi dọc các con đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, quận 1 thuộc khu phố Tây, khách bộ hành có thể thưởng thức nhiều ca khúc Giáng sinh phát ra từ các quán bar, nhà hàng. Lượng người quá đông đổ về chụp ảnh, lực lượng bảo vệ phải khá vất vả để bảo vệ những khu trang trí. Tuy nhiên, sau mỗi đêm, nhiều cành thông người tuyết vẫn bị đập vỡ. Những ngày này, lưu lượng giao thông tại thương xá các tăng đột biến. Xung quanh đây được trang hoàng lộng lẫy, vì vậy nhiều người đổ về đây để chụp ảnh. Nhiều dịch vụ giải trí kinh doanh khác cũng đã xuất hiện.
Càng về khuya, lượng người về đây càng lớn, khiến cả một đoạn đường bị ùn tắc. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Ngày 18 tháng 12, một con cá voi bị mắc cạn ở bãi biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã được giải cứu thành công và đưa về biển an toàn với sự trợ giúp của các cơ quan chức năng và người dân nơi đây. Phản ánh của khán giả Ngô Hoàng Thanh Nga từ số điện thoại 0977 3 số cuối là 796. Cầu Long Bình thuộc xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang được thiết kế với độ dốc rất lớn nhưng hai bên đường dẫn lên cầu không có lan can, gây nguy hiểm cho người đi đường. Phản ánh của khán giả Hoàng Trường Giang ở tỉnh Tiền Giang, số điện thoại 098 3 số cuối là 462. Hai tháng trở lại đây, trên trục đường 39B đoạn chạy qua khu công nghiệp Thăng Long 2, tỉnh Hưng Yên, vào buổi tối thường xuất hiện một số người mang rác thải ra đốt sát quốc lộ, gây ảnh hưởng tới môi trường và những người tham gia giao thông. Phản ánh của một khán giả giấu tên từ số điện thoại 0128 3 số cuối là 669. Quốc lộ 14 đoạn chạy qua trung tâm thị trấn Kiến Đức đã trở thành con đường huyết mạch của huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông. Tuyến đường này mới được cải tạo mặt đường rộng hơn, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại giải phân cách rộng hơn 1 mét trên tuyến đường này, không có người thu dọn, cỏ dại mọc tùm. Việc này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến giao thông. Phản ánh của khán giả Hoàng Ninh ở xã Đắk Rông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Trên quốc lộ 21B đoạn chạy qua địa phận huyện Thanh Oai, Hà Nội, thường xuyên xuất hiện từng đàn lớn trâu bò đi lại trên đường, gây ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi đường. Phản ánh của khán giả Đinh Văn Luyện từ số điện thoại 0169 3 số cuối là 116. Tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, hiện có một cây xoài quý đã 300 năm tuổi. Cây xoài cổ thụ được người dân coi như một lão làng, một vị thần nên thường đến cầu xin những điều may mắn, an lành. Chia sẻ của khán giả Phùng Thái Học từ địa chỉ email thaihoc0910a@gmail.com. Còn 5 ngày nữa mới đến lễ Giáng sinh, nhưng những ngày này tại thành phố Hồ Chí Minh, không khí chào đón năm mới và Noel đã bao phủ khắp nơi. Các cung đường trung tâm dường như lộng lẫy hơn bởi hàng triệu đèn màu. Cùng với đó, hàng ngàn người đã đổ xuống đường để cùng chào đón lễ Giáng sinh sớm. Chia sẻ của khán giả Phạm Ngọc Anh từ số điện thoại 0983 số cuối là 936. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hay email đến địa chỉ góc nhìn khán giả a@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng là 0904 881414. Khi gửi hình ảnh, clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.